Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển bài tập hàng ngày Tiếng Việt 1 tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong chủ đề 1, bài số 2, đôi tai xấu xí. Phần đầu tiên là phần đọc. Để thực hiện được các câu hỏi của phần đọc này, các em sẽ mở sách giáo khoa lớp 1 tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bài đọc Đôi tai xấu xí, trang 8. Các em sẽ đọc nội dung bài đọc, sau đó thì dựa vào nội dung bài đọc, các em sẽ thực hiện được các câu hỏi của phần đọc. Bây giờ cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung của phần bài đọc này như sau. Đôi tai xấu xí. Thỏ có đôi tai dài và to, bị bạn bè chê, thỏ buồn lắm. Thỏ bố động viên, rồi con sẽ thấy tai mình rất đẹp. Một lần, thỏ và các bạn đi chơi xa, quên khuấy đường về, ai cũng hoảng sợ. Thỏ chợt giỏng tai, suỵt, có tiếng bố tớ gọi. Cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi, tất cả về được tới nhà, các bạn tấm tắc khen tai thỏ thật tuyệt. Từ đó, thỏ không còn buồn vì đôi tai nữa. Bài đọc theo kể chuyện cho bé mầm non. Như vậy cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Đôi tai xấu xí. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi của phần đọc như sau. Câu hỏi thứ nhất, kể tên hai đặc điểm nổi bật của hai loài vật sau. Các em quan sát ở trong bức hình thì có hình ảnh chú thỏ và chú sóc. Vậy thì trong bức hình này các em sẽ thấy rằng chú thỏ sẽ có đôi tai rất dài, còn chiếc răng cửa thì rất to. Còn chú sóc thì sẽ có đặc điểm đó là có lông đuôi thì rất to và leo cây rất giỏi. Vậy các em sẽ ghi đặc điểm này vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Câu hỏi số 2. Các bạn chê thỏ vì điều gì? Đánh dấu tích vào ý đúng. Ý thứ nhất, vì thỏ ăn cà rốt không chia cho các bạn. Ý thứ hai, vì thỏ có đôi tai dài và to. Ý thứ ba, vì thỏ có bộ lông xấu xí. Và ý thứ tư, vì thỏ có hai chiếc răng rất to. Với câu số 2 này, các em sẽ dựa vào hai câu văn ở trong đoạn văn như sau. Thỏ có đôi tai dài và to, bị bạn bè chê, thỏ buồn lắm. Như vậy, các bạn chê thỏ bởi vì thỏ có đôi tai dài và to. Các em sẽ đánh dấu tích vào ý thứ hai trong câu số 2. Câu số 3. Khi mọi người đều hoảng sợ, thỏ đã nghe thấy tiếng của ai? Các em quan sát các bức hình có nội dung như sau. Hình thứ nhất là hình một người cha thỏ. Hình thứ hai là hình ảnh một bác gấu. Hình thứ ba là hình ảnh một chú rùa. Và hình thứ tư là hình ảnh một con cáo. Vậy thì với câu số 3 này, các em sẽ dựa vào các câu văn như sau. Một lần, thỏ và các bạn đi chơi xa, quên khuấy đường về. Ai cũng hoảng sợ, thỏ chợt giỏng tai, suỵt, có tiếng bố tớ gọi. Như vậy, ở câu số 3, khi mọi người đều hoảng sợ thì thỏ đã nghe thấy tiếng bố của mình gọi. Vậy các em sẽ chọn đáp án A là hình người bố của thỏ. Câu số 4. Em hãy sắp xếp những câu sau theo trình tự câu chuyện đôi tai xấu xí bằng cách điền số từ 1 đến 4 vào ô trống. Ý thứ nhất, thỏ cùng các bạn đi chơi xa và quên đường về nhà. Ý thứ hai, ai cũng khen đôi tai của thỏ và thỏ đã không còn buồn nữa. Ý thứ ba, nhờ đôi tai của mình, thỏ đã giúp cả nhóm về được nhà. Và ý thứ tư, thỏ buồn vì bị các bạn chê đôi tai dài và to. Vậy thì với câu số 4 này, dựa vào phần nội dung của bài đọc mà cô vừa đọc cho các em nghe, các em sẽ sắp xếp được các ý như sau. Ý thứ nhất, theo nội dung của bài đọc, đó là thỏ buồn vì các bạn chê đôi tai dài và to. Các em sẽ viết số 1 vào ô trống trong ý
thứ tư của câu 4. Nội dung thứ hai của câu chuyện đó là thỏ cùng các bạn đi chơi xa và quên đường về nhà. Vậy Kem sẽ viết số 2 vào trong ý thứ nhất của câu 4. Ý thứ ba đó là nhờ đôi tai của mình, thỏ đã giúp cả nhóm về được nhà. Kem sẽ viết số 3 vào ý thứ ba trong câu 4. Và như vậy thì ý cuối cùng Kem sẽ viết số 4, đó là ai cũng khen đôi tai của thỏ và thỏ đã không còn buồn nữa. Đây là đáp án cho bài tập số 4. Kem sẽ quan sát và ghi các thứ tự từ 1 đến 4 ở trong câu số 4 vào trong các ô trống thích hợp. Tiếp theo, cô và Kem sẽ thực hiện phần 25 mã viết câu số 1, nghe, viết. Với câu số 1 thì Kem sẽ nghe cô đọc nội dung của đoạn trích đôi tai xấu xí. Sau đó Kem sẽ viết xuống phần phía dưới ô trống của câu số 1. Trước tiên thì cô sẽ đọc cho Kem nghe nội dung như sau. Đôi tai xấu xí, trích. Cả nhóm đi theo hướng có tiếng gọi, tất cả về được tới nhà. Đoạn văn theo kể chuyện cho bé mầm non. Vừa rồi thì cô đã đọc cho Kem nghe đoạn trích đôi tai xấu xí. Kem sẽ viết xuống phần phía dưới ô trống của vở bài tập. Khi viết thì Kem sẽ chú ý viết thật cẩn thận, nắn nót, sạch đẹp và đúng chính tả Kem nhé. Tiếp theo, Kem sẽ quan sát câu số 2. Điền từ có chứa vần uýt hoặc vần uýt vào chỗ trống cho phù hợp. Với câu số 2 này thì Kem sẽ quan sát các từ và trong các từ này sẽ thiếu tiếng chứa vần uýt hoặc vần uýt thì Kem sẽ điền vào trong các phần chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa. Từ đầu tiên, Kem thấy có tiếng sáo. Vậy trước tiếng sáo thì chúng ta sẽ viết một tiếng có vần uýt. Đó là tiếng huýt. Ghép hai tiếng vào với nhau thì chúng ta có từ huýt sáo. Từ thứ hai chúng ta thấy có tiếng trình. Vậy thì chúng ta sẽ viết một tiếng có vần uýt. Đó là tiếng thuyết. Ghép hai tiếng vào với nhau thì chúng ta sẽ có từ thuyết trình. Từ thứ ba Kem thấy có tiếng quấn. Vậy thì chúng ta sẽ viết một tiếng có vần uýt. Đó là tiếng quýt. Ghép hai tiếng vào với nhau thì chúng ta sẽ có từ quấn quýt. Và cuối cùng thì Kem thấy có tiếng tâm. Vậy thì Kem sẽ viết một tiếng có vần uýt. Đó là tiếng quyết. Và ghép hai tiếng vào với nhau thì chúng ta sẽ có từ quyết tâm. Tiếp theo, Kem quan sát câu số 3. Em hãy tìm 3 tiếng có chứa vần yết. Vậy thì với 3 tiếng có chứa vần yết, cô sẽ gợi ý các em 3 tiếng như sau. Đó là tiếng viết, tiếng tiết và tiếng biết. Các em sẽ ghi tiếng này vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo, các em quan sát câu hỏi số 4. Em hãy tô màu hình chú sóc dưới đây và viết những điều em biết về loài sóc. Với câu số 4 này, các em sẽ tô màu vào hình chú sóc ở phía bên tay phải của vở bài tập trong câu số 4. Sau đó các em sẽ viết thêm những điều em biết về loài sóc. Ở đây thì cô sẽ có gợi ý cho các em như sau. Sóc là một loài vật nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh. Các em sẽ có thể ghi thêm những hiểu biết của mình về loài sóc vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong chủ đề 1, bài số 2, đôi tai xấu xí. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày Tiếng Việt 1, tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.